Giá vàng đã tiếp tục leo dốc lên đỉnh cao lịch sử trong tuần đầu tiên trong tháng 3 vào ngày hôm qua, trước bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương chính trên thế giới, trong đó Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có khả năng sẽ đưa ra các chính sách tiền tệ nới lỏng hơn nữa. Và dữ liệu PMI dịch vụ của Hoa Kỳ công bố yếu hơn kỳ vọng cũng là một chất xúc tác khiến cho vàng tăng. Tuy nhiên, sau đó thì vàng đã có nhịp suy giảm về dưới ngưỡng 2130 khi thị trường đang chờ đợi nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng khác sẽ được công bố trong tuần. Suy đoán ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed có thể bắt đầu nới lỏng chính sách đã gia tăng sau hai báo cáo nhấn mạnh sự suy thoái kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ. S&P Global tiết lộ hoạt động kinh doanh đang chậm lại. Dữ liệu tháng 2 yếu hơn so với tháng trước, mặc dù chỉ số tổng hợp toàn cầu S&P vượt dự báo. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn của giá vàng vẫn chưa chắc chắn do các nhà đầu tư đang chờ đợi hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố vào tối nay. Cụ thể, vào lúc 20 giờ 15 phút, dữ liệu thay đổi việc làm phi nông nghiệp của công ty tư nhân ADP sẽ được công bố. Đây là một thông tin rất quan trọng, có biến động mạnh lên giá vàng. Theo dự báo, số lượng việc làm phi nông nghiệp được tạo ra trong tháng 2 cao hơn nhiều so với tháng trước, tăng từ mốc 107.000 lên mốc 149.000. Nếu các dữ liệu thực tế như dự báo, vàng sẽ có nhịp điều chỉnh giảm. Sau đó, vào lúc 22 giờ, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục công bố báo cáo cơ hội việc làm của JOLTS trong tháng 1. Đặc biệt, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ phiên điều trần của Chủ tịch Fed lão Powell để tìm kiếm thêm manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed. Bình luận của Powell về lạm phát và triển vọng lãi suất có thể làm giảm sự không chắc chắn liên quan đến thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed. Những phát biểu diều hâu về lãi suất có thể gây áp lực giảm lên giá vàng vì nó sẽ làm tăng chi phí đầu tư vào các tài sản không mang lại lợi nhuận. Và tối nay, vào lúc 20 giờ kém 15 phút, mình sẽ mở livestream thực chiến Scalp Vàng tin Non-Farm ADP. Mời tất cả các anh chị em tham gia buổi livestream ngày hôm nay của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ ngày, vàng sau khi tăng lên ngưỡng 2141, chạm kháng cự trên khung tháng, đã có nhịp rút sâu giảm trở lại và đóng cửa dưới ngưỡng 2130, cho thấy áp lực bán từ phía trên này khá là lớn. Xuống hiện tại của vàng đang là xuống uptrend, giá nằm hoàn toàn trên các đường MA. Histogram dương nhưng RSI đã ở trên khu vực quá mua rồi. Vì vậy, với những chiến lược mua, chúng ta vẫn có thể canh mua nhưng đi khối lượng nhỏ và chốt lời sớm mọi người nhé. Trên biểu đồ H4, sau khi tiếp cận vùng kháng cự trên khung tháng, đã xuất hiện 3 cây nến rút sâu từ chối vùng kháng cự này. Histogram trên H4 đã mọc âm, chỉ số sức mạnh tương đối RSI đang có xu hướng xuống dưới từ vùng quá mua. Hỗ trợ gần nhất cho vàng là đường MA10 đang án ngữ quanh khu vực 2117. Nếu vượt qua ngưỡng cản này, vàng có thể mở rộng đà giảm xuống vùng hỗ trợ đáy cũ liền kề quanh khu vực 2110. Trên biểu đồ H1, trong ngắn hạn, cấu trúc của vàng đã chuyển từ tăng giá sang giảm giá. Giá đã phá qua giao cắt các đường MA và thoát khỏi trendline tăng giá. Vùng hỗ trợ gần nhất có thể cân nhắc canh mua vàng chính là vùng giá tích lũy tranh chấp trước đó quanh khu vực 2114 đến 2117. Trong phiên Á Âu, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh mua vàng nếu vàng tiếp cận vùng hỗ trợ này. Canh mua chính khi vàng giảm xuống vùng hỗ trợ liên kề quanh khu vực 2110 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng năm giá. Với chiến lược bán, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh bán vàng khi vàng đi lên kiểm tra lại vùng kháng cự đỉnh cũ gần nhất quanh khu vực 2132 đến 2135 nếu xuất hiện các tín hiệu từ chối giá, dừng lỗ khoảng năm giá. Tổng kết lại chiến lược giao dịch vàng trong ngày hôm nay, canh bán vàng quanh khu vực 2132 đến 2135, canh mua nhỏ quanh khu vực 2114 đến 2117 và mua chính quanh khu vực 2110 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng 5 giá. Các chiến lược scalping trong ngày thì mình sẽ báo cho các bạn ở trên nhóm VIP trên Telegram các bạn nhé. Mình xin dừng video nhận định xuống giá vàng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống giá vàng tiếp theo.